chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta có một cái tin tức rất là tốt, một số báo chí trên thế giới và báo chí về công nghệ, thưa quý vị, đã có những lời khen đối với chính phủ Việt Nam vì họ nói về một cái ứng dụng đặc biệt ở Việt Nam. Xin thưa, đó là ứng dụng Blue Zone. Thì hiện nay ứng dụng Blue Zone đã được chính phủ Việt Nam công bố vào ngày 3 tây tháng 5 và đề nghị là những người sử dụng thiết bị thông minh, chẳng hạn như iPhone, iPad hay là điện thoại thông minh, tải về cái ứng dụng Blue Zone này, thưa quý vị. Thì ứng dụng Blue Zone này là cái gì? Xin thưa, nó là một cái ứng dụng nhằm truy vết COVID-19 và để có những thông tin bảo vệ bản thân và gia đình của quý vị. Thì đây là một cái ứng dụng mà trên nền tảng công nghệ 4.0 và là một ứng dụng mà truy vết nhanh đối với những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, và đồng thời nó sẽ cảnh báo cho người dùng tiếp xúc gần với những người nhiễm virus corona. Thì ứng dụng này nó chạy trên smartphone nền iOS và Android, thưa quý vị. Thì ứng dụng này được Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông ra thông cáo đề nghị mọi người sử dụng và tải về. Thì được biết hiện nay đã có trên 2,5 triệu người tải về, thưa quý vị. Xin thưa, đây là con số khá thấp. Số người sử dụng smartphone hiện nay ở Việt Nam sử dụng Internet trên 60 triệu người trong tổng số 97 triệu dân. Thì chúng ta thấy là chỉ có trên 2,5 triệu người đã tải về cái ứng dụng Blue Zone này, thì chúng ta thấy là con số cũng khá thấp. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều người tải về cái ứng dụng Blue Zone. Thì ứng dụng này trên mạng xã hội cũng đã có nhiều hội nhóm và nhiều người đã lên tiếng kêu gọi mọi người tải về cái ứng dụng này. Và chúng ta thấy rằng theo cái thông tin thì ứng dụng Blue Zone này được đặt ở trên App Store và CS Play tại Việt Nam, thưa quý vị. Thì được biết ứng dụng này là được viết bởi Cục Tin học hóa và cho biết rằng là cái ứng dụng Blue Zone này nó dùng cái công nghệ định vị Bluetooth với năng lượng thấp, tức là BLE, thưa quý vị. Thì nó là sử dụng những cái công nghệ mà nổi tiếng của Apple và của Google. Thì khi mà các điện thoại thông minh hay là smartphone cài cái ứng dụng Blue Zone này đó, thì nó sẽ trao đổi những cái tín hiệu với nhau trong khoảng cách 2 mét. Và nó sẽ lưu lại nhật ký tiếp xúc. Và nó cũng không có phân biệt là điện thoại Android hay điện thoại iPhone của Apple. Thì khi mà nó phát hiện ra một ca nhiễm COVID-19 mới, thì cái lịch sử mà tiếp xúc của người bệnh sẽ được gửi tới các smartphone để đối chiếu, thưa quý vị. Và nếu mà trùng khớp thì người dùng sẽ nhận được cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm. Xin thưa là như vậy. Nó có một cái lịch sử tiếp xúc thì nó sẽ so sánh. Và khi mà so sánh mà nó thấy trùng khớp quá nhiều và nó biết là một trong hai người, tức là đã có bị nhiễm COVID-19 chẳng hạn như vậy, hoặc là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, thì nó sẽ báo động cho người kia, thưa quý vị. Thì đây là một cái ứng dụng coi như là cảnh báo, thuộc dạng cảnh báo. Thì cứ mỗi 15 phút
Mã số Blue Zone của người dùng sẽ được tự động thay đổi để đảm bảo cái sự riêng tư, tức là không có cố định, nhằm mục đích bảo mật. À, do đó, nếu mà hai người cùng cài đặt Blue Zone và ở gần nhau trong cái tầm 2 mét và trong 15 phút, thì sẽ được tính là chỉ có một lượt tiếp xúc thôi. Do đó mà nếu mà chúng ta không thấy có cảnh báo nào từ ứng dụng, thì chúng ta có thể yên tâm rằng cái người mà mình đang tiếp xúc không phải là người nhiễm COVID-19 nữa, quý vị. À, cái này bắt đầu nó có cái sự cảnh báo. Thì ví dụ như quý vị ra một quán ăn hay quý vị tới một cái khu đông người, thì cái smartphone của quý vị sẽ trao đổi với những cái smartphone trong cái tầm 2 mét của nó. Và nếu nó phát hiện ra là có một người đang nhiễm COVID-19 hoặc là nghi nhiễm COVID-19 thì nó báo cho mình biết, thưa quý vị. Khi nó báo như vậy thì mình tránh xa, thưa quý vị. Thì cái mục đích nó chỉ vậy thôi. Mục đích nó chỉ vậy thôi. Thì theo các chuyên gia về công nghệ trên thế giới là những cái ứng dụng loại như vậy, thì nếu mà sử dụng một cách đại trà rộng rãi trên hàng triệu triệu người sử dụng, thì nó sẽ rất có hiệu quả trong cái công cuộc mà chống sự lây nhiễm COVID-19, thưa quý vị. À, chúng ta thấy là theo các chuyên gia công nghệ và các bài báo về công nghệ, thì họ nói rằng nếu mà dân số của một nước trên 60% mà có cài đặt những cái ứng dụng cảnh báo dạng nó giống như Blue Zone, thì nó sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm rất nhiều. Thì ở đây nó có một cái ý tưởng rất là hay, tức là sử dụng một cái công nghệ 4.0 để nhằm ngăn chặn cái sự lây nhiễm. Khi mà chúng ta biết rằng cái người ở gần chúng ta bị nghi lây nhiễm, thì chúng ta có thể là, một là tránh tiếp xúc, hai là chúng ta có thể đưa ra những giải pháp, chẳng hạn như là đưa họ vào bệnh viện để thử nghiệm, thưa quý vị, đưa vào những trung tâm xét nghiệm chẳng hạn như vậy. À, xin thưa, ví dụ như một cái người bị nghi nhiễm bệnh nhưng mà họ không có tiền để xét nghiệm hàng tuần, thưa quý vị, họ có thể họ sẽ trở thành một nhân tố lây nhiễm. Nhưng mà nếu chúng ta biết cái người đó và chúng ta biết được những trung tâm thử nghiệm miễn phí chẳng hạn như vậy, thì chúng ta có thể giới thiệu người đó tới trung tâm miễn phí, tại vì chưa chắc là họ biết hết, thưa quý vị. Hoặc là đưa người ta vào những trung tâm cách ly, tự cách ly, tự giãn cách. Thì từ cái ứng dụng cảnh báo như vậy thì nó có nhiều cái biện pháp để mà ngăn chặn cái sự lây lan, cái sự phát tán của virus COVID-19. Xin thưa, virus COVID-19 nó lây lan rất nhanh, trong vòng nửa phút là có thể lây qua một người mới. Cho nên ở cái chủng virus thứ 6, người ta rất sợ cái vấn đề đó, cho nên có những cái yêu cầu giãn cách xã hội như vậy, thưa quý vị. Thì tuy nhiên có những biện pháp rất cực đoan, nhưng mà chính quyền cũng dè dặt áp dụng, chẳng hạn như biện pháp phong tỏa thành phố. À, tức là ngoại bất nhập mà nội bất xuất, thưa quý vị. Không phải cách ly nữa mà phong tỏa cả thành phố luôn. Tức là chỉ cho đem đồ ăn tới, và người dân coi như là không còn mà có những cái hoạt động bình thường để mà có thể giao tiếp người này người kia. Thì những cái biện pháp đó rất nặng, thưa quý vị. Nó gần như là thiết quân luật, giới nghiêm, không cho đi lại, để nhằm mục đích là giảm đi cái số lây nhiễm. Tại vì tụ tập thì nó sẽ lây nhiễm. Ở thành phố chúng tôi chẳng hạn như có những người bất chấp vẫn tổ chức những cái buổi tiệc, thưa quý vị,
những buổi tiệc 5-60 người. Xin thưa là bị hàng xóm tố cáo với cảnh sát. Cảnh sát tới bắt thưa quý vị, đếm đúng 60 người. Xin thưa quý vị là quý vị không thể tưởng tượng là phạt được cái số tiền như thế nào. Phạt số tiền lên tới 18.000 đô la. Cứ một người là phạt 300 đô, chủ nhà phải trả 18.000 đô la thưa quý vị. Luật Mỹ gắt gao lắm. Hoặc là có những cái luật bắt buộc phải đeo khẩu trang chẳng hạn như vậy. Ở Việt Nam là từ ngày 5 tây tháng 8, ở một số thành phố, chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh, là bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Thì một trong những cái đó là giảm cái sự lây lan. Thì như tôi vừa trình bày đó là có những bài báo về công nghệ, họ khen Việt Nam là cũng đã biết sử dụng những cái ứng dụng cảnh báo để mà ngăn chặn cái sự lây lan, thưa quý vị. Tại mình biết rõ một cái người bị nghi nhiễm Covid-19 vì người đó có cái lịch sử là đã tiếp xúc gần với một người đã nhiễm bệnh chẳng hạn như vậy. Nên ra là mình có thể mình tránh, mình né, mình cách ly, mình không tiếp xúc thì cái khả năng mà lây lan nó sẽ giảm đi, nó làm chậm đi. Ở một số nước thì họ còn thu thập những cái thông tin định vị nữa. Họ biết rõ chẳng hạn như là trong thành phố có bao nhiêu người có điện thoại bị nhiễm bệnh. Họ biết chính xác như vậy, con số nó rõ ràng. Rồi họ biết là khu nào những người đó đang ở, nhiều hay ít thưa quý vị. Nó có thể là định vị như vậy. Thì cái đó cũng là một cái cách rất tốt để mà biết à, thí dụ như là khu vực ở xung quanh bệnh viện Đà Nẵng chẳng hạn như vậy. Tại vì qua cái thu thập định vị, cái thông tin định vị của các smartphone thì người ta biết là cái số người nghi nhiễm ở xung quanh bệnh viện Đà Nẵng chẳng hạn nó gia tăng lên. Thì họ có thể viết cái phần mềm, trong cái phần mềm đó thí dụ như mình có một cái điện thoại smartphone, mình khi mình tới gần cái khu bệnh viện Đà Nẵng thì nó cảnh báo cho mình nữa quý vị. Tôi xin thưa là có những cái ứng dụng như vậy. Họ biết được tọa độ, họ biết được định vị của mình, họ so sánh. Và họ biết cái tọa độ đó là có những cái nguy hiểm. Thì họ sẽ khuyên nữa quý vị, họ sẽ gửi một cái cảnh báo là nó là xin lỗi quý vị đừng có đi hướng này nữa mà nên đi hướng khác, để tránh đi tới cái vùng hoặc là cái bệnh viện hoặc là cái nơi mà đang có sự lây nhiễm rất lớn. Thì đó cũng là một cái cách mà người ta làm những cái ứng dụng khác thưa quý vị. Thì ở đây tôi nói ra để cho một số người bên Việt Nam họ có thể tham khảo những cái như vậy. Ngoài cái sự mà nó đo khoảng cách giữa hai cái thiết bị smartphone, nó còn có thể là làm một cái vùng nóng, hot zone chẳng hạn, như vùng nóng khi mà họ đánh dấu một cái tọa độ nào đó là một cái vùng nóng, cái vùng đang có dịch. Thì khi mình tới gần nữa vậy, mình tới gần trong cái tầm khoảng 1 km hay là 500 m, tùy cái người viết ứng dụng nữa vậy, thì nó sẽ cảnh báo. Thì thật ra những cái này thì nó cũng đã nổi tiếng nhiều năm trên thế giới. Vài năm gần đây, chẳng hạn như có những cái ứng dụng khi mà nghẽn xe chẳng hạn, kẹt xe, cái tọa độ nào mà nó bị kẹt xe thì nó sẽ khuyên mình nên đi đường khác. Khi mình đi tới gần thì nó nói chỗ này hay kẹt xe lắm, đừng có vào con đường này mà reroute, tức là đổi qua một con đường khác chẳng hạn như vậy. Nó theo dõi rất kỹ thưa quý vị, nó theo dõi giờ nào, phút nào, ở đoạn đường nào bị kẹt xe và nó chấm tọa độ thì nó báo thôi. Nó báo là đừng có vào đường này bây giờ nó giờ tan tầm nó hay kẹt xe lắm, và nó chỉ cho con đường thông thoáng khác. Tuy có thể xa hơn một chút xíu nhưng mà nó không bị kẹt xe nên cuối cùng mình đi về nhà sớm hơn thưa quý vị. Thay vì mình bị kẹt nửa tiếng, một tiếng đồng hồ vào một cái con đường mà mình nghĩ là ngắn nhất, nhưng mà hóa ra là nó sẽ bị kẹt xe vào lúc 4 giờ chiều, mà lúc đó mình có thể mình 3 giờ 45 phút rồi. Thì có những cái ứng dụng nó rất thông minh như vậy, thì nó báo, nó cảnh báo thưa quý vị.
Hoặc như tôi nói là nó biết chỗ bệnh viện nào đang chữa trị nhiều bệnh nhân COVID, thì nó cảnh báo từ xa để mình đừng đi tới những nơi đó. Thì những cái nhà công nghệ hay những người viết những cái ứng dụng công nghệ thì họ nghĩ rằng những cái thuật toán đó sẽ giúp cho giảm thiểu cái sự giao tiếp, chứ không có gì khó hiểu đó. Giảm thiểu cái sự tiếp xúc gần hoặc là trong cái tầm mà có thể lây lan, thì họ đã viết những cái ứng dụng đó và họ nghĩ rằng nó sẽ giúp đỡ cho người dân rất nhiều, thưa quý vị. Hoặc là họ gửi những cái thông tin cảnh báo những cái nơi nào mà đang bị dịch thì mình tránh đi, mình không đi tới, thưa quý vị. Tôi xin thưa chẳng hạn như là thành phố New York chẳng hạn, như những nơi mà bị ổ dịch họ gửi cảnh báo ra thì mình cũng không tới làm gì, thưa quý vị. Mình không tới những khu đó làm gì, thưa quý vị. Nếu mà mình không có những thông tin đó thì mình vô tình, thưa quý vị, xin thưa là mình vô tình mình đi vào mình cũng không biết, hoặc là mình đi ngang mình cũng không biết, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái người viết ứng dụng họ báo, họ cảnh báo, họ gửi ra những thông tin cảnh báo thì mình giật mình, thưa quý vị. Mình không thì ra là khu này thì nó nguy hiểm như vậy, hoặc là khu này nó đã bị đóng chốt rồi, nó bị cách ly rồi, thưa quý vị, nó bị phong tỏa rồi nên mình đừng tới. Hoặc là khu này là thành phố chết rồi, thưa quý vị. 90% nhà hàng đóng cửa chẳng hạn, như vậy là nó cập nhật cái thông tin. Ví dụ như năm ngoái mình nghĩ rằng ở cái khu phố đó là phố ăn uống, ẩm thực. Nhưng mà bây giờ không có bán buôn gì hết thì nó cũng cập nhật cho mình biết là mình đừng có tới, thưa quý vị. Thì nó có những cái rất là thông minh, thưa quý vị. Thì xin chia sẻ với quý vị khán thính giả như vậy. Thì hy vọng là quý vị khán thính giả sẽ tải xuống cài đặt cái ứng dụng Blue Zone. Để mà bảo vệ cho gia đình và bản thân. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.